Xin chào các bác nha. Hôm nay giới thiệu đến các bác cái vòng gỗ sưa đỏ Quảng Bình chun sụn này, mắt quỷ. Đây có ít mắt quỷ. Đó. Chun sụn. Hàng này hàng cực kỳ đẹp rồi, hàng tuyển chọn. Có hai vòng thì anh Minh ở trên Lai Châu hay ở đâu ấy lấy một vòng, tôi chọn anh Minh ở Lai Châu. Anh Minh ở Lai Châu anh ấy đấy, tôi chọn cho anh một vòng vip như này, quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Chun sụn này, vân này. Đây vòng này cũng chun sụn. Này chun này. Vân cực kỳ đẹp, 12 ni. 12 ni này nó hơi nhỏ so với nam, nhưng mà người nào thích đeo nhỏ thì có thể đeo được. Còn nữ cũng đeo được, nữ to con một tí thì đeo 12 ni nó đẹp. Còn thường là nữ đeo 10 ni là vừa rồi. Rất là đẹp. Nhìn ở ngoài mới đẹp, nhìn ở trong này cũng chưa hết cái vẻ đẹp của cái vòng chun sụn này. Thì có mấy bác gọi điện cho tôi bảo là phân biệt vòng sưa Quảng Bình hay vòng sưa nhận biết như thế nào, thì tôi nói thật là cũng rất là khó trả lời, vì cái này nó là phải trực tiếp thôi. Nó phải trực tiếp, các bác ngửi, các bác cầm vào. Thì có người nào mà chưa va chạm với cái thằng sưa, hoặc là chưa có kinh nghiệm bằng sưa, thì cứ gọi điện hỏi tôi biết làm sao được, giải thích nó dài dòng lắm, nên là các bác phải tin tưởng thì hãng gọi điện, tin tưởng người bán hàng ấy thì hãng gọi điện rồi hỏi giá rồi thì tư vấn sai các thứ. Chứ còn mà lại hỏi vặn lại như thế thì tôi cũng không thể nào mà giải thích được. Cách nhận biết thì bây giờ nó dựa vào cái kinh nghiệm, và cái khi mà mua phôi ấy thì tôi phải đốt thử. Tôi có mua nhiều rồi thì bây giờ người ở trong Quảng Bình ấy nó chuyển ra thì chuẩn là sưa Quảng Bình rồi còn gì nữa. Là xưa mình nhìn phát biết ngay. Chứ còn bây giờ chỉ các bác cách nhận biết thì các bác phải có là người trong nghề đâu mà các bác biết chi tiết được. Thì họ chỉ các bác cũng chỉ biết như thế thôi. Mấy cái cách trên mạng nhận biết đấy thì các bác cũng chỉ biết là nghe nói, họ nói như thế thôi. Chứ còn họ bảo cái này là sưa, cái gỗ này là sưa thì các bác biết đấy là sưa, chứ còn các bác làm sao mà biết được, đúng không? Thế phải kiểm tra, hỏi thầy thợ, hỏi nhiều người vào, hỏi nhiều shop vào thì họ trả lời cho. Shop nào nó uy tín thì nó trả lời cho đúng chuẩn. Chứ còn mà các bác cứ hỏi thế thì chưa tin tưởng nhau thì rất là khó bán, và nhất là những người chưa biết gì ấy. Còn những người họ biết rồi, họ biết đây là sưa rồi thì mua bán rất là dễ. Còn mà những người sợ bán cho những người mà chưa biết gì, họ hỏi rất là khó trả lời. Các bác như các bác xem video của tôi thì sưa thì các bác biết ngay là sưa. Huyết Long các bác biết Huyết Long, Bách Xanh biết ngay Bách Xanh, Hoàng Đàn biết ngay Hoàng Đàn. Những người nào theo dõi rồi ấy, người ta chỉ cần lên thông tin trên mạng, người ta search vòng sưa đỏ Quảng Bình phát nó ra một loạt ảnh ngay. Nếu có thể biết vào đọc bài viết rồi thì tìm hiểu thêm những cái trang mạng hình ảnh nó có hết, làm sao mà lừa được. Bán hàng nào nó phải ra hàng đấy. Rồi nhá, review cho anh Minh ở Lai Châu cái vòng sưa Quảng Bình 12 ni này, 17 hạt chun sụn này. Đẹp. Hôm nay gửi hàng này chắc sang tuần sau, thứ ba, thứ tư anh nhận được trên Lai Châu ấy. Mấy hôm nay nó lại mưa nữa. Rồi, xin chào các bác nha.